Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông đông bắc. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với vị trí tâm áp thấp ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, đều có nguy cơ cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 15 tháng 6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.